Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho anh ấy lên thiên đàng sớm đi. Anh Tài ơi, tôi phải làm sao đây hả anh Tài? Thầy Phong Thủy nói cái số của tôi đâu có sát phù không mà tại sao kỳ vậy? Tôi phải sống như thế nào đây hả anh? Chuyện gì mà khóc bù lu bù loa vậy? Năm nay không biết team building sếp bà sẽ tổ chức tụi mình đi đâu ha? Trời ơi, thì chắc là đi biển đó bà. Tôi cũng nghĩ đi biển. Chắc chắn 100% là đi rừng lại luôn. Chị đi rừng, năm nào cũng đi rừng rồi. Tôi chắc chắn với bà năm nay thế nào cũng đi biển cho coi. Không có chuyện đó đâu, mấy ông mấy bà không có biết gì hết trơn á. Sao? Sếp bà nhà mình có biết bơi đâu mà đi biển. Hèn chi á, năm nào tôi cũng thấy ông tổ chức đi rừng không à. Đâu có dám đi biển, tại vì sợ không biết bơi chết đuối thì sao. Đi đâu nữa? Cái gì vậy? Sao tự nhiên rồi vô rồi mặt mày bí xị vậy? Bây giờ mà còn tâm trí bàn tán đi chơi, đi hưởng thụ nữa hả? Chứ sao đi chơi mà không có tâm trí, trời ơi. Sao? Mọi người không biết gì hết trơn trời hả? Cái chuyện gì? Có một thành viên của công ty vừa mới ra đi. Đi đâu? Đi rừng hay đi biển? Không, đi mãi mãi, không bao giờ quay trở lại. Cái gì? Ai? Nói gì vậy? Nhìn đi. Cái gì vậy? Đưa tôi coi coi. Chuyện gì vậy bà? Đưa tôi coi. Trời ơi. Trong hôm nay tất cả hãy mặc trang phục đen để đến giếng anh ấy. Sếp ơi, sếp ơi, không được sếp ơi, không được. Còn lực họp với sếp tổng. Dẹp dẹp, không được sếp ơi, cuộc họp này quan trọng lắm. Không quan trọng gì hết. Tất cả mọi tội lỗi hãy trút lên đầu tôi đi. Chưa bao giờ một không khí tan tóc lại bao trùm công ty chúng ta như thế này. Là một mất mát to lớn không thể nào bù đắp của công ty chúng ta. Gì vậy? Anh ăn đi. Trời ơi, em thấy anh á hả? Tội nghiệp quá, em thương anh quá. Em phải lặn lội, em chạy đi múc ra tới ngoài Hội An mua mì quảng cho anh. Cô, mì quảng. Ăn đi. Đây nè, đây là nước nè. Được rồi, em đừng. Em đổ vô nha. Em làm vậy hai đứa nhỏ con anh nó thấy nó buồn tội nghiệp đó. Anh có biết là hai đứa nhỏ là một cái vật cản để ngăn cản hai đứa mình không? Anh lúc nào anh cũng vậy. Ủa, em cũng có hai đứa con nhà, anh thích con thì em có hai đứa nè, anh trả hai đứa đó về đi nè. Trong khi mà Candy nó rất là thương anh, mà Winner nhà em thì nó cũng nghe lời anh nữa. Biết mà, nhưng mà em ơi, hoàn cảnh mỗi đứa mỗi khác. Hai đứa con anh nó chết cha chết mẹ, còn con em nó có cha có mẹ, mà bây giờ cha mẹ nó chết thì anh nuôi luôn. Trời, anh nói gì kỳ vậy? Mà con Candy, con thích chưa? Yeah, con thích ở nhà chú Tùng. Đó, thấy chưa? Kìa Candy. Ê, nói cái gì vậy? Em đi về. Ý em nói là em cũng thích ở chung với anh với chị An nữa đó.
anh cũng dễ thương mà. Kệ đi. Đúng là con gái của mẹ. Thôi, mà anh thấy em không có dễ thương. Thôi, em với mẹ em đi về đi. Anh nghe nói không? Nghe rồi. Trời ơi, anh nghe nhỏ nói không? Nghe rồi. Chúng... Mới về lớn mà suy nghĩ gì kỳ cục vậy? Bình à, xin lỗi cô Linh đi Bình. Nghe lời ba xin lỗi cô Linh. Nhanh, nghe ba nói gì không? Đi. Nói. Xin lỗi ai? Xin lỗi cô Linh. Ngoan lắm. Giỏi, con trai giỏi. Cô Linh thương, cô Linh giả bội thôi để dạy con. Thương mà. Anh ơi, không mấy anh ăn đi. Nếu mà anh mệt quá thôi thì anh vô nghỉ đi xíu, em hâm lại cho anh ăn sau nha. Để anh vô nghỉ. Em ở đây chơi mấy đứa nhỏ nha. Anh ơi, thiệt luôn á, xót dễ sợ. Ba vô nghỉ ngơi rồi. Bắt đầu từ giây phút này, hai đứa phải nghe lời cô, biết không? Cô ơi. Gì? Nãy giờ em mình mắc ị mà không có dám nói. Nên bây giờ em bị đau quần rồi. Cái gì? Ị đau quần hả? Trời, cái thằng này lớn tòng ngọc như cô ị đau quần hả? Trời đất, anh lớn rồi mà còn ị đau quần. Ghê quá mẹ ơi. Ghê quá. Đâu yêu nào? Có ị. Trời ơi. Sao ị mà không biết nữa làm sao? Cuối cùng trời. Tránh ra. Cái đi, ra xuống, đi về con. Tránh ra, đừng có đụng với tôi. Tránh ra. Cái đi. Cái đi, đi về mẹ. Tránh ra. Cái đi, ra xuống đi về. Tránh ra. Cái đi, chạy. Con ơi, chị phải nói vậy cô Linh mới đi chứ. Mới có một ngày mà nhìn chú tàn tạ dữ vậy. Có ai bệnh mà tươi không? Ủa chứ chị Linh đâu? Đừng nhắc tới người đó, tôi sợ lắm. Trời ơi, chứ phải có người quan tâm khoái muốn chết. Phải đặt. Con linh tính là con đoán cái số chú là sắp tới là đông con lắm á. Làm sao nói gì không thì hiểu gì hết vậy? Chú đang có hai đứa con từ trên trời rơi xuống, giờ thêm Winner với Candy nữa. Thôi bớt lại. Ai da, nhức mỏi. Công chuyện thì quá trời luôn mà làm không được, nằm xuống không muốn ngồi dậy luôn á. Điều này chắc trước sau gì cũng bị đuổi việc nữa. Ôi chú. Hả? Bộ công việc của chú nhiều lắm hả? Nhiều dữ lắm luôn á. Mà giờ bệnh hoạn gì bó tay. Chú. Hả? Chú kể chuyện cho con nghe được không? Chuyện gì? Chuyện công việc của chú á. Chuyện nào vui vui á. Vui gì? Công việc của tôi toàn là áp lực với chuyện buồn, không có gì đâu vui mà kể. Vui lắm hả chú? Vui con chứ. Nghe nói công việc của chú là chống cò đất đúng không? Nói cò đất tội nghiệp người ta. Trời ơi, người ta bán lần cái dự án cái chục tỷ, cái trăm tỷ. Văn phòng ở công ty đàng hoàng, có chiến lược marketing hẳn hoi. Chứ đâu phải bán từng miếng đất nhỏ đâu con. Nhưng mà cò đất thì sao? Cò đất cũng là một cái nghề. Cò đất là cái nghề mà kiếm ra được rất nhiều tiền đó nha, đừng có giỡn nha. Ây, nói chung là trong cái môi trường kinh doanh của chú rất là khắc nghiệt. Phút này chúng ta phải nén thương đau, không được rơi lệ, hiểu chưa? Dạ. Chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật, cầu nguyện cho hương hồn anh ấy về nơi thiên đàng. Dạ. Dạ, tụi em ráng nén. Dạ, dạ, xin lỗi sếp. Alo. Cái gì? Trời đất ơi, có chuyện gì không làm cũng xong nữa. Vậy là chết rồi. Chết thiệt đó. Công ty tôi tới lúc đại hạn hay sao? Có ai chết nữa hả? Dạ, không phải sếp ơi, mà là chuyện vậy nè.
em kêu hai đứa cầm hai cái vòng hoa tới đây giếng nè, mà bây giờ tụi nó đưa lộn căn hộ rồi. Trời ơi, sao bây giờ ơi, tự thi khẩu ghi không đem tới nhà ta tới giếng rồi ta đè ta đập quá trời kìa. Vậy bây giờ sao? Chết rồi, không có vòng hoa làm sao mà thành kính phân u. Rồi bây giờ sao đây? Gọi gấp cho tôi đem tới hai cái bánh kem. Dạ. Ê, trời ơi, sếp ơi, cái nữa, đám ma đâu phải gì sinh nhật đâu, đã bánh kem. Ôi, bây giờ sao? Sếp ơi, hay là bây giờ ông ấy mình về đi, rồi bữa khác mình tới mình cúng ảnh nha sếp. Đâu có được, lỡ hôm nay ngày tốt người ta động quan luôn thì sao? Trời ơi, bây giờ sao vậy? Bây giờ sao? Con Trọng ơi, dạ, ngay lập tức bây giờ cậu gọi điện thoại đem hai vòng hoa khác đến cho tôi nhanh lên. Dạ, 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 em phải liền. Con làm đi, con không tới đâu chị ơi. Anh Tài ơi, sao rồi? Sao tôi không có nghe đám tang mà chấm rèn gì hết trơn vậy? Hay là ta đưa đi chôn rồi hả anh? Hương ơi, Hương đừng khóc, Hương hãy nén đau thương lại. Làm sao mà tôi có thể nén được? Tôi đau lắm, tôi đau lắm. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho anh ấy lên thiên đàng sớm đi. Anh Tài ơi, tôi phải làm sao đây hả anh Tài? Thầy Phong Thủy nói cái số của tôi đâu có sát ngư không mà tại sao kỳ vậy? Tôi phải sống như thế nào đây hả anh? Có chuyện gì mà khóc bù luôn bù loa vậy? Giùm tôi đi anh Tài, ai là người tung tin ác độc như vậy, ác mồm ác miệng như vậy, dám nói anh Tùng chết rồi hả? Anh điều tra ra cái kẻ nào mà tung tin ác mồm ác miệng như vậy đó, anh làm ơn anh đuổi việc liền cho tôi nghe chưa? Hương yên tâm, tôi sẽ điều tra ra và sẽ đuổi anh Hùng bàn phím đó trong vòng 60 giây. Làm liền đi. Cô phải không? Dạ. Phải có không? Dạ sếp ơi, sếp ơi, sếp bình tĩnh nghe em nói nè. Thiệt ra là cái tin nhắn mà em đọc mà anh Tùng chết là của ảnh đưa cho em đọc mà. Cậu phải không? Dạ, em đâu có biết đâu. Cái tin nhắn em đưa cổ đọc là đúng, nhưng mà cái tin nhắn đó là xích chuyển qua mà. Cái gì? Là chính anh đó hả anh Tài? Tôi chuyển nhưng mà từ cái điện thoại của cậu Tùng. Là sao? Không lẽ tự tôi đi nhắn tin là tôi chết? Đúng rồi, vô lý vậy. An, ngồi lại. Ha, lại ông con ở bụi này ha. Con nhắn đúng không? Dạ. Con nhắn đúng không? Dạ. Tại sao con làm vậy? Tại tối hôm qua con thấy tin nhắn ham dạ của bác Tài. Con sợ ba Tùng bị đuổi việc nên con mới nhắn là ba Tùng chết. Trời ơi, con sợ con đưa ba đi luôn à. Đó, cũng là anh Tài ơi. Tại sao anh làm sếp mà anh ác quá vậy? Anh không tìm hiểu sâu sát đến nhân viên. Anh biết nhân viên người ta bị bệnh thì anh phải cho người ta nghỉ việc để người ta nghỉ dưỡng, phải không? Có đâu mà anh gây áp lực như vậy để đến nỗi mà người ta muốn tự giận chết luôn đó. Dạ xin lỗi, xin lỗi. Alo. Hả? Cái gì? Tới rồi hả? Ê, chờ chút, chờ chút, chờ chờ chờ. Trời ơi, chết rồi. Ai chết vậy? Mở cửa. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Dạ. Chết rồi sếp ơi. Ai chết? Không không. Hai cái vòng hoa phúng điếu tới trước cửa rồi kìa. Trời. Nè, nè tôi nói trước rồi nha, tôi không có chấp nhận hai cái vòng hoa đâu. Đem về nhà mấy người chưng đi nha. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Hai vòng hoa. Ôi trời ơi. Ngày mai tôi muốn có một cuộc họp với sếp tổng. Trời ơi, Hường ơi, chết Tài rồi. Có tình yêu thương của ta và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na